Xin chào mọi người, lại là tôi ông chú núp lùm đây. Một người review phim chỉ thích những bộ phim kinh dị. Hôm nay tôi sẽ review bộ phim Thái 9981, được tạo nên từ 9 câu chuyện ma liên quan với nhau, nhưng do thời lượng có hạn nên tôi sẽ kể 5 câu chuyện cuối cùng nhé. Đầu tiên là câu chuyện thứ 5, Người Hầu. Câu chuyện trước đó kể về Vi sống trong vòng 1616. Do chồng chưa cưới của cô là Công không muốn kết hôn với cô, nên anh ta đã thông đồng với bạn thân của Vi là Nong lừa cô rằng anh ta đã tự tử, khiến cho Vi đau lòng nhảy lầu tự tử. Sau khi chết, cô đã biến thành hồn ma và báo thù. Sau khi phòng 1616 không còn ai, tạm thời vẫn chưa có ai vào thuê, Dĩ giúp việc trong nhà đã đốt đèn cầy, bắt đầu thực hiện tà thuật học được từ chỗ phù thủy. Bỗng bà nghe được sau lưng có tiếng cửa mở ra ken két. Bà lập tức dừng việc đọc bùa lại và từ từ quay đầu xa sau nhìn. Bà phát hiện cửa nhà vệ sinh vẫn chưa mở ra. Bà vừa thở phào nhẹ nhõm xoay đầu trở về thì bà đã nhìn thấy mẹ của người giao hàng. Vì bà ấy muốn hỗ trợ để tà thuật được thực hiện thuận lợi nên đã cố tình đưa cơm hộp đến cho người chết là Vi. Đây chính là món Vi thích ăn nhất lúc cô còn sống. Sau khi họ bày ra thì Dì giúp việc tiếp tục đọc bùa. Sau đó hai bà lão đi tìm phù thủy, mục đích là muốn lợi dụng tà thuật để có được số mua vé số. Phù thủy nói với họ pháp thuật này cần phải có cho cốt nữa, như vậy thì sức mạnh sẽ tăng thêm rất nhiều. Lúc làm phép nhất định phải cẩn thận. Hai bà Dì trở lại tòa nhà. Sau khi nghe chủ nhà nói đã có người dọn vào phòng 1616 thì liền tức giận. Điều này có nghĩa là nỗ lực của hai người họ bị uổng phí cả rồi. Tà thuật phải được thực hiện trong căn nhà của người chết. Bà Dì liền cắn răng và tỏ ý rằng sẽ không bỏ cuộc đâu. Tối nay cho dù thế nào đi nữa thì bà cũng phải vào đó. Chủ nhà hết cách nên chỉ đành phối hợp với hai bà Dì. Chủ nhà nói dối với khách mới dọn đến là cậu của anh ta đến tìm anh ta, kêu anh ta mau xuống lầu đi. Sau khi cậu khách vừa rời khỏi thì hai bà Dì liền lén chạy đến trước cửa. Hai người lèn vào trong tiếp tục làm phép. Mẹ của cậu shipper không dám vào trong mạo hiểm nên bà quyết định ở ngoài canh cửa cho bà Dì giúp việc. Trong phòng, bà Dì giúp việc đang ngồi xếp bằng dưới đất. Sau khi đốt nến lên thì cầm lấy đoạn bùa mà phù thủy đã đưa cho bà rồi bắt đầu đọc lên để làm phép. Sau khi cậu khách mới xuống lầu thì chủ nhà đã lừa cậu rằng chú của cậu đi mua đồ rồi, kêu cậu ngồi đây đợi một lát đi. Sau đó bà Dì đã thực hiện bước cuối cùng. Sau khi cầu nguyện hồn ma của Vi giúp bà trúng số xong thì bà lấy cho cốt mà phù thủy đã đưa, rải xung quanh mấy cây nến. Bà Dì canh bên ngoài nhận được điện thoại của chủ nhà. Chủ nhà nói cậu ta đã lên lầu rồi, nhưng do thời gian gấp rút quá nên bà ấy không kịp thông báo cho bà Dì bên trong. Sau khi cậu ta về đến trước cửa phòng thì nhìn thấy bịch đồ ăn treo trước cửa phòng. Sau khi bà Dì nghe được tiếng ho của cậu khách, liền hốt hoảng dọn dẹp giấu đồ đi. Bà Dì bỏ chạy và chủ nhà bắt đầu lo lắng cho bà Dì bên trong. Mà lúc này bà Dì đang trốn ngoài ban công phát hiện, sau khi cậu khách ăn cơm xong thì bị ho rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng ho của cậu vọng ra từ nhà vệ sinh, bà liền chậm chậm quay đầu thì bà nhìn thấy Vi đang đứng đối diện với bà. Bà bị dọa đến ngã xuống đất. Sau đó nhân lúc cậu khách còn trong nhà vệ sinh, bà liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi bà vào thang máy được một lúc thì thang máy xảy ra sự cố, bên trong tối đen như mực. Khi bà Dì bật hộp quẹt để soi sáng thì phát hiện cho cốt cứ rơi xuống đầu không ngừng. Bà hét lên con ma này dữ quá. Sau đó một góc trong thang máy có tiếng đùng đùng vang lên. Khi bà Dì không ngừng cầu nguyện thì thang máy đã sáng đèn và bình thường trở lại. Bà tưởng rằng đối phương đã tha cho mình rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Nhưng khi bà quay đầu lại thì hồn ma liền nhào đến. Sau đó là câu chuyện thứ 6, mẹ. Sau khi Vi tự sát và chết thì mẹ của cô mở bức di thư của cô ra. Vi cho rằng Công đã chết rồi nên quyết định theo anh ta cùng rời khỏi thế giới này. Tối hôm ấy, bố của Vi lái xe đưa tất cả đồ vật của con gái trong tòa nhà trở về nhà. Sáng hôm sau, hai vợ chồng đang ở trong phòng cùng nhau sắp xếp di vật của con gái thì mẹ của Vi phát hiện thiệp mời đám cưới trong cái hộp. Trước đây họ không biết con gái có bạn trai, càng không biết tin con gái sắp kết hôn. Sau đó họ đã tìm được thẻ nhân viên và ảnh của Công trong cái hộp đó. Mẹ Vi biết đứa con rể tương lai này, hôm sau bà đến công ty của Công để gặp mặt người thật. Đối phương đã thẳng thắn bày tỏ mọi chuyện với mẹ của Vi. Mẹ của Vi cũng không hề phát điên tại chỗ vì chuyện đó, mà bà đã đưa cho Công một tờ chi phiếu và muốn cậu tối nay hãy đến tham gia tang lễ trên chùa của Vi. Tối hôm đó, sau khi bố mẹ của Vi tiễn hết tất cả các vị khách đến tham gia hôn lễ thì mẹ của Vi kêu chồng về nghỉ ngơi đi, tối nay bà sẽ canh bên cạnh con gái. Trước đó bà không hề nói với chồng việc Công sẽ ghé đến. Khi Công đến chùa tham gia hôn lễ thì cậu đã bị người hầu của nhà Vi đánh ngã. Vì họ đã nghe theo lời dặn dò của mẹ Vi, sau khi Công bị đánh liên tục đến nỗi không phản kháng được thì cậu đã bị thả vào trong quan tài để đối mặt với xác của Vi và chôn chung với Vi đã chết. Xem như đây là việc cuối cùng mẹ Vi làm vì con gái. Sau đó là câu chuyện thứ 7, chú rể. Tao là một nhà thiết kế váy cưới, đồng thời cũng kinh doanh một cửa hàng. Hôm ấy anh ta nhận được một đơn hàng rất đặc biệt. Sau khi gửi đơn hàng đến chung cư thì mới biết váy cưới chuẩn bị cho một cô dâu đã chết. Họ muốn tổ chức một buổi đám cưới ma. Nữ chính chính là Vi. Trước khi chết cô vẫn luôn muốn được kết hôn.
chủ nhà không muốn thấy linh hồn của cô không được an nghỉ, ở lại gây rối cho tòa nhà của ông, nên đã quyết định tổ chức đám cưới ma để thỏa mãn tâm nguyện của cô. Tao biết được sự thật về cái chết của Vi từ nhân viên chuẩn bị nghi lễ. Trong lòng anh sinh ra cảm giác tiếc thương cho cô gái này. Sau đó anh đã đến bên ngoài căn phòng 1616 và tự mình tặng cho cô một bông hồng. Người điều hành buổi đám cưới ma chính là phù thủy của tòa nhà này. Lúc này rõ ràng ông cũng đang buồn bực. Người đàn ông diễn vai chú rể bùng kèo phút chót. Sau khi tao biết thì anh đã chủ động đứng ra nói rằng sẽ giúp đỡ họ. Cứ thế anh đã làm theo yêu cầu của phù thủy, đứng chung với di ảnh của Vi. Trên đầu anh đội một sợi dây thừng màu trắng, đại diện cho chú rể già. Sau đó những vị khách sống trong tòa nhà cũng lần lượt đến trước mặt và chúc phúc cho bọn họ. Khi chủ nhà bước lên đưa nhẫn cho chú rể, bỗng ông phát hiện người già đã biến thành Vi thật. Ông bị dọa đến vội vàng lùi về sau. Tao cầm chiếc nhẫn đeo lên tay người già. Sau khi nghi thức hoàn thành, chú rể phải đưa cô dâu về nhà. Các vị khách đi theo cặp đôi mới cưới này, mọi người đều phát hiện người già đã biến thành người thật rồi. Sau khi tao đưa người già đến phòng 1616, thì pháp sư tỏ ý rằng đã thành công rồi. Tất cả mọi người trở về được rồi, bao gồm cả tao cũng không cần theo vào trong đâu. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, tao đã yên lặng đứng trước cửa, hạnh phúc và nhớ về giây phút tổ chức lễ cưới với Vi khi nãy. Thực ra trước đó anh đã biết đối phương rồi, lúc mà Vi và Công chuẩn bị cưới thì họ đã chọn tao phụ trách thiết kế váy cưới cho họ. Lúc đó tao đã có hảo cảm với Vi. Cuối cùng tao không chịu nghe lời pháp sư, anh đã nắm tay cô dâu Vi, hai người cùng nhau bước vào phòng 1616. Sau đây là câu chuyện thứ 8, người lính già. Cho đến trước khi quan tài của Vi được chôn xuống đất thì bố của cô mới nhìn thấy Công trong quan tài. Lúc này ông mới biết vợ đã lén làm việc này sau lưng mình. Tối đó khi ăn cơm ông phát hiện vợ mình đã chuẩn bị thêm một bộ chén đũa. Bố của Vi biết rằng bà để đó cho đứa con gái đã qua đời của họ. Sau đó ông nói với vợ sau này đừng làm như thế. Sau khi ăn cơm xong, bố của Vi đã vào phòng đặt di vật của Vi. Ông sờ bộ lễ phục mà Vi đã chuẩn bị cẩn thận cho chồng. Dường như bố của Vi đã nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của con gái vào lúc đó. Miệng con bé còn ngâm nga một bài hát đón chờ tương lai tươi sáng. Nhưng sau lưng ông bỗng có tiếng ngâm nga vọng lại, cắt đứt ảo giác của ông. Vi ba nhìn thấy một cái tay khác đang đè lên lòng bàn tay ông. Khi ông quay đầu lại nhìn, thì chỉ nhìn thấy vợ mình vừa đẩy cửa bước vào. Ông không thấy cánh tay trong lòng bàn tay nữa. Mà mẹ của Vi đến đây là để chuẩn bị ngủ lại đây đêm nay. Sau khi Vi chết, bà vẫn luôn ngủ cùng những di vật này. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, bố của Vi phát hiện vợ mình vẫn chuẩn bị thêm một bộ chén đũa, thậm chí còn có thuốc an thần mà bình thường con gái hay uống. Bố của Vi rời khỏi bàn ăn và ra ngoài, ông đốt hết những di vật của con gái. Mẹ của Vi thấy thế vội vàng xông đến ngăn cản, bà không muốn ngay cả thứ cuối cùng để nhớ về con gái cũng không còn. Bà sợ chồng của mình lại đốt tiếp những món khác, nên mẹ của Vi đã chạy về phòng của con gái, chuẩn bị giấu những món di vật đó đi. Nhưng bỗng nhiên bà lại nghe tiếng khóc, bà xoay người lại thì thấy con gái mình. Lúc này cảnh sát trưởng cũng đã đến nhà của Vi, ông tỏ ý muốn hỏi chuyện bố của Vi khi thấy ông đang đốt đồ của Vi. Cảnh sát trưởng muốn ông gọi mẹ Vi đến, sau đó bố Vi đã vào nhà và tìm vợ. Thì ông lại nghe được tiếng ngân nga như tối qua. Tiếng ngân nga đó đưa ông đến phòng con gái của ông. Ông nhìn thấy vợ mình đang ngồi dưới đất, đang xin lỗi con gái không ngừng. Bà cho rằng bản thân đã không bảo vệ con gái đàng hoàng. Bố của Vi đến sau lưng bà, thì bất ngờ phát hiện vợ mình đang ôm con gái vào lòng. Ông không dám tin duỗi tay chạm vào cánh tay của Vi. Sau đó cả người của Vi bỗng biến mất lập tức. Trước mặt mẹ của Vi chỉ còn đống tro cốt. Bố Vi biết mọi chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác. Cảnh sát trưởng đang đợi trong sân, bỗng ông nghe được trong nhà có hai tiếng súng vang lên. Ông liền vội vàng chạy vào trong, ông nhìn thấy bố mẹ Vi đã tự sát rồi. Câu chuyện cuối cùng là cảnh sát trưởng. Mốc thời gian xảy ra khi Nong chết chưa được bao lâu. Hôm ấy cảnh sát đang nghỉ ngơi trong nhà, thì bỗng nhận được điện thoại từ cấp trên, phê bình ông vì ông dám lười biếng. Sau đó cấp trên đã nhắc đến vụ án tai nạn giao thông của Nong. Họ đã phát hiện điều kỳ quái trong camera giám sát và bắt cảnh sát trưởng mau đến cục cảnh sát. Khi trở lại văn phòng và xem lại camera, thì ông phát hiện khi Nong An lái xe, thì bỗng một cái xác mặc đồ cưới đã rơi ngay đầu xe. Lúc này bỗng vật chứng trên bàn, chính là điện thoại của Nong đã reo lên. Sau khi ông lấy ra nghe, thì bên trong có tiếng hét của một cô gái. Sau khi bình tĩnh lại thì ông đã cầm điện thoại lên, kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại. Ông phát hiện có mười mấy cuộc gọi là gọi cho Công. Chiều hôm sau khi ông đến tìm Công, thì ông gặp được mẹ Vi vừa rời khỏi đó. Khi ông lên lầu tìm người thì biết Công vừa rời đi rồi. Cho đến tối đó khi ông gọi điện thoại cho Công để tìm anh ta, thì đối phương nói với ông rằng Công vẫn chưa trở về. Ông cảm giác có gì đó sai sai, nên đã gọi thẳng cho mẹ Vi và nói với bà là Công vẫn còn sống và chưa chết trong vụ tai nạn. Mà sau khi mẹ của Vi nghe xong thì tỏ ý bà không biết gì cả, nhưng rõ ràng ông đã nhìn thấy bà rời đi từ công ty của Công mà.
ông biết chắc chắn mẹ của Vi đã nói dối. Tối hôm sau ông đã đến ngôi chùa tổ chức tang lễ của Vi. Lúc này nơi tổ chức tang lễ đã trống không, không còn ai. Khi ông đang tìm kiếm xung quanh thì phát hiện trên đất có vết máu. Nhưng chỗ này không gian có hạn, không có chỗ để giấu xác. Khi ông chuẩn bị rời đi, ông cầm điện thoại định thử gọi cho công lần nữa thì bỗng phát hiện đối phương đã tắt máy rồi. Hôm sau ông lại đến chùa, hôm ấy là ngày hạ táng thi thể của Vi. Bỗng cảnh sát trưởng phát hiện khi mở nắp quan tài ra để kiểm tra thi thể. Biểu cảm bố của Vi rất kỳ lạ. Ông nhìn chiếc xe của công đang đỗ bên ngoài chùa và sâu chuỗi cả vụ án lại với nhau. Ông cứ có cảm giác có gì đó sai sai. Ông lập tức chạy đến trước quan tài và nhắc đến việc muốn kiểm tra bên trong quan tài với bố mẹ của Vi, nhưng lại bị đối phương từ chối. Chẳng qua ông biết chắc chắn công đang ở đây, e rằng sau này vụ án này sẽ cứ bị treo như thế. Bộ phim đến đó là kết thúc. 9 câu chuyện có những nhân vật và mốc thời gian liên quan đến nhau, nhưng thực ra nội dung của mỗi câu chuyện đều khác nhau. Tổng thể mà nói đây là bộ phim rất đáng xem. Nếu bạn nào muốn tôi review 4 phần đầu thì hãy bình luận nhé. Thấy hay thì nhớ bấm like, share và subscribe kênh ông chú nha. Cảm ơn cả nhà.